Sau hơn 2 năm xây dựng, dự án đường và cầu nối Bình Dương với Tây Ninh bắc qua sông Sài Gòn được thông xe. Dự án khởi công tháng 10 năm 2020 với số vốn hơn 370 tỷ đồng, dài hơn 800 mét, trong đó phần đường dẫn phía tỉnh Bình Dương dài hơn 377 mét, phần đường dẫn phía tỉnh Tây Ninh dài hơn 92 mét. Tuyến đường quy mô 6 làn xe qua sông Sài Gòn, kết nối đường DT744 huyện Dầu Tiếng, Bình Dương và đường đất sét bến củi huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Bình Dương và Tây Ninh đang triển khai hai dự án kết nối cầu nói trên, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cụ thể Bình Dương chi 411 tỷ đồng xây đường kết nối từ cầu tới đường DT744. Phía Tây Ninh chi hơn 500 tỷ đồng mở rộng đường đất sét, bến củi dài gần 17 km để kết nối đồng bộ với cầu. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023. Mời quý vị cùng xem qua toàn cảnh cầu vượt thông từ Bình Dương tới Tây Ninh. Quý vị có tính đầu tư toàn khu vực Tây Ninh thì hãy liên hệ với em Nguyễn Quỳnh Bất Động Sản. Với số điện thoại 0869149545, em xin chân thành cảm ơn.